Chào tất cả anh em, mình là Tài Bất Độ. Hôm nay mình về Thanh Hóa, độ Kebo AKR1 cộng mấy món đồ chơi cơ bản cho con dòng 53. Đây là Kebo AKR1 anh nhé. Cái bản này là bản thường anh em nhé. Đây là bản thường thôi. Bản này là bản chỗ ốp này là sơn carbon. Còn cây loại cao cấp hơn thì tất cả cho này bằng sợi carbon xịn. Cái loại sơn nhúng carbon này cũng rất là tốt, tại vì là sơn, chất sơn nó rất là đẹp anh em ạ, nó không phải chất sơn xấu. Anh em nhìn thấy cái chất sơn cũng rất đẹp. Và cái bô âm thanh ra rất hay anh em nhé. Cái bô này tuy nó không phải là bản đắt tiền nhưng mà âm thanh ra cũng rất tuyệt vời. Thế nên cổ bảo hơi ô tô bên mình này, cái cổ bảo hơi ô tô bên mình thì đã tạo âm thanh nó siêu trầm ấm rồi, thì anh em nghe thử tiếng bô thì biết ngay. Tiếp theo là bộ chống đổ cho con G153 này, chống đổ đây, chợ sáng L4X này, với cả xi nhan mũi tên đó. Đằng trước xi nhan nó lọ ra rất xấu thì lên này nó rất gọn, mình quay trước anh em xem nhé. Đây anh em nhìn này, hai quả là 4x hai bên và chống đổ. Lắp lại thì nhìn xe mố và đẹp hơn rất nhiều anh em ạ. Xi nhan thì gọn vào bên trong. Đó. Và vấn đề chính nhá, anh em mình test bô thôi. Thank you.